Hà Thương xin chào các bạn khán giả đã quay trở lại với Mới Mỗi Ngày. Rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong các bản tin nóng nhất có trong 24 giờ qua. Ngay bây giờ các bạn hãy dành ra ít phút để cùng với mình theo dõi nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay nhé. Trong 2 năm trở lại đây, có rất nhiều nghệ sĩ mới gia nhập showbiz nhưng chẳng mấy ai có thực lực đủ tốt khiến khán giả hài lòng, đặc biệt là thế hệ nữ diễn viên mới. Những nàng tiểu hoa sau 85 cũng đã dần có tuổi, không thể phù hợp với hình tượng thiếu nữ ngôn tình mãi được. Kiểu vai này cần những ngôi sao trẻ trung hơn, nhất là thế hệ 9X. Trong lứa diễn viên này, người nổi bật và vượt trội nhất ở mảng thành tích và thực lực hiển nhiên chính là Châu Đông Vũ. Châu Đông Vũ sinh năm 1992, vào năm 18 tuổi, cô trở nên nổi tiếng nhờ tham gia bộ phim Chuyện tình cây táo gai của đạo diễn Trương Nghệ Mưu và trở thành một thế hệ mới của Mưu Nữ Lang. Ngoài ra, nữ diễn viên cũng có nhiều tác phẩm gây chú ý như Bạn cùng lớp, Chúng ta của sau này, Em của thời niên thiếu, đặc biệt bộ phim Thất Nguyệt và An Sinh đã giúp cô nàng giành được giải thưởng Kim Mã lần thứ 53 cho nữ diễn viên xuất sắc nhất và nhiều giải thưởng danh giá khác. Theo tin tức từ trang Sohu, ngay từ đầu triển khai dự án, nhà sản xuất của Hữu Phỉ đã gửi lời mời đến Châu Đông Vũ nhận vai nữ chính Chu Phỉ của bộ phim này. Thậm chí họ còn đưa ra mức lương cao ngất ngưởng để thể hiện thành ý. Tuy nhiên, sau khi biết nam chính của bộ phim này được xác định là Vương Nhất Bắc, Châu Đông Vũ đã ra yêu cầu riêng của mình. Muốn tôi diễn thì cũng được thôi, nhưng cần phải thay đổi nam chính Vương Nhất Bắc. Nàng Mưu Nữ Lang không nói lý do cụ thể khi đưa ra lời đề nghị này. Nhiều người suy đoán rằng cô không hài lòng, tỏ ý chê bai Vương Nhất Bắc không xứng để diễn cùng mình. Vương Nhất Bắc đã ký hợp đồng, thế nên chẳng thể nào thay đổi được anh chàng, Châu Đông Vũ quyết bỏ vai. Thế là ekip Hữu Phỉ mới tìm đến Triệu Lệ Dĩnh như một phương án thay thế. Và khi bộ phim trình làng khán giả đã không khiến mọi người thất vọng. Những thành tích mà tác phẩm này đạt được hết sức ấn tượng, thậm chí thống trị nhiều bảng xếp hạng, tạo ra nhiều kỷ lục trong năm 2020. Bộ phim dẫn đầu trên các bảng chỉ số phát sóng phim chiếu mạng, thống trị ở cả nền tảng Weibo, Zizou, Tiba. Bên cạnh đó, thành công của bộ phim này còn giúp danh tiếng và độ hot của hai diễn viên chính tăng vượt bậc. Thời điểm mới phát sóng, trong bảng xếp hạng chỉ số truyền thông, Vương Nhất Bắc và Triệu Lệ Dĩnh lần lượt chiếm giữ hai vị trí cao nhất. Thành tích này rất ấn tượng khi mà hiếm có hai diễn viên chính nào trong một bộ phim lại dẫn đầu như vậy. Theo báo cáo từ truyền thông ngày 29 tháng 3 vừa qua, bộ phim cổ trang Hữu Phỉ của Vương Nhất Bắc và Triệu Lệ Dĩnh được công chiếu tại Hàn Quốc đã tạo nên một cú hit lớn. Tuy nhiên, sự cố đã ập đến khi máy chủ bị sập. Được biết, Hữu Phỉ phát sóng trên nền tảng HD Asian tại Hàn Quốc và rất ăn khách ngay từ tập đầu tiên khiến lượng người dùng đã quá tải. Sức chứa của nền tảng phát lại này tương đối lớn, có thể làm đóng băng thì hẳn đã là cho thấy lượng người xem lớn đăng nhập vào thời điểm công chiếu. Sau đó, phía HD Asian cũng đưa ra lời xin lỗi tới người dùng, nói rằng họ sẽ gỡ được lỗi trong thời gian tới, đồng thời gửi lời cảm ơn vì mọi người đã yêu thích Hữu Phỉ. Việc xuất khẩu phim truyền hình Hoa ngữ sang Hàn Quốc gây ra làn sóng săn đón, từng khiến tình trạng đăng nhập trên trang chủ tê liệt. Một mặt độ nổi tiếng của Vương Nhất Bắc và Triệu Lệ Dĩnh cao, mặt khác chất lượng của loạt phim đương nhiên cũng được công nhận. Đây là một điều đáng tự hào đối với người dân Trung Quốc, giống như đứa con tinh thần của họ có được một cuộc sống tốt ở quốc gia khác vậy. Thông tin trên là tin tức vừa được tổng hợp của Mới Mỗi Ngày. Cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ kênh của chúng mình. Đừng quên để lại ý kiến đóng góp hay chia sẻ cảm nhận của các bạn ở bên dưới phần bình luận cho mình biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.